Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Tướng Môn Độc Hậu của tác giả Thiên Sơn Trà Khách. Chương 159. Hòe Sinh mở cửa phòng ra, vừa bước vào, một mùi rượu nồng nặc sộc thẳng vào mặt. Thẩm Diệu dù đã che khăn mặt vẫn không khỏi nhíu mày. Thấy Thẩm Diệu nhăn mặt, Hòe Sinh dường như cũng có chút xấu hổ. Hắn chạy nhanh tới một góc khác lấy ra một chiếc đèn dầu và châm lửa. Ngọn đèn dầu lảo đảo bừng sáng, chiếu rọi khắp căn phòng, lộ ra một người đàn ông trung niên nằm trên giường. Người đàn ông này gầy yếu, làn da vàng như nến và hiện đang ngáy. Hòe Sinh lo lắng nhìn về phía Thẩm Diệu và Tạ Cảnh Hành. Thẩm Diệu nói, đánh thức hắn đi. Hòe Sinh gật đầu, đi tới bên người đàn ông, nhẹ nhàng lắc cánh tay ông ta và nói nhỏ, cha, có người tới. Người đàn ông ban đầu không có phản ứng gì, dường như bị Hòe Sinh lay động làm phiền, theo bản năng vung tay tát một cái, miệng mắng, nửa đêm, ngươi gào cái gì tang. Hòe Sinh nhắm mắt lại bản năng, nhưng chậm chạp không thấy cú tát rơi xuống. Khi mở mắt ra, hắn thấy ánh mắt sợ hãi của cha mình, và thấy Thẩm Diệu đã đứng trước mặt, tay thon dài bóp chặt yết hầu của người đàn ông. Tiên nhân, Hòe Sinh hoảng hốt, sợ hãi lẫn lo lắng. Nhưng cuối cùng vẫn cố nói, cha ta không cố ý mạo phạm ngài. Cầu xin ngài tha cho ông ấy một mạng. Thẩm Diệu nhìn người đàn ông sợ hãi, mới bình tĩnh nói, buông hắn ra đi. Tạ Cảnh Hành mới buông tay. Hòe Sinh có chút sợ hãi. Cha của Hòe Sinh quỳ trên đất, nhìn hai người trước mặt, thân mình run rẩy, dường như nhận thấy hơi thở nguy hiểm từ họ, đặc biệt là nam nhân có vẻ ngoài đẹp đẽ kia. Thẩm Diệu mở miệng. Ngươi là Điền Lực. Điền Lực gật đầu, tiểu nhân đúng là. Thẩm Diệu nhìn Điền Lực một lúc. Theo đồn đại ở Liễu Châu, Điền Lực từng là một thư sinh anh tuấn, tài hoa hơn người, mới có thể chiếm được trái tim của Thường Tại Thanh, hai người kết làm vợ chồng. Nhưng sau này thi cử thất bại, hắn dần sinh tự ti, lưu luyến sòng bạc, say rượu bài bạc, khiến Thường Tại Thanh chán ghét và rời nhà. Hiện tại nhìn Điền Lực, Thẩm Diệu hiểu vì sao Thường Tại Thanh rời đi. Điền Lực giờ đây chỉ là một người nghèo túng, thất bại. Thường Tại Thanh là vợ ngươi? Thẩm Diệu hỏi. Nghe vậy, Điền Lực run lên, ngẩng đầu nhìn Thẩm Diệu. Dù cố che giấu, Thẩm Diệu vẫn thấy sự giận dữ và khuất nhục trong mắt hắn. Không cần lo lắng, ta không phải là bạn của Thường Tại Thanh. Có gì cứ nói thẳng. Thẩm Diệu nói. Điền Lực nhìn Thẩm Diệu một lúc lâu, như để xác nhận lời nói của nàng. Sau đó, hắn nhổ một ngụm xuống đất, cái bà nương hạ tiện đó, mang theo tiền của ta chạy. Không biết xấu hổ. Hòe Sinh co rúm lại, ánh mắt có chút yêu thương. Thẩm Diệu nhìn Hòe Sinh, nói, Hòe Sinh, ngươi ra ngoài đi, ta cần nói chuyện với cha ngươi. Hòe Sinh nhìn Thẩm Diệu, rồi nhìn cha mình, cuối cùng lặng lẽ cầm chiếc thảm đi ra ngoài. Khi Hòe Sinh đã ra ngoài, Thẩm Diệu bảo Điền Lực nói rõ ngọn nguồn. Câu chuyện không khác nhiều so với những gì Thẩm Diệu đã biết. Thường Tại Thanh từng là vợ của Điền Lực. Điền Lực từng là người có tài, có cửa hàng, nhưng sau này gia đình phá sản, thi cử thất bại, khiến hắn chán nản, lưu luyến sòng bạc và say rượu. Thường Tại Thanh ghét cuộc sống này và bỏ đi cùng với số tiền còn lại. Điền Lực đã từng tìm kiếm Thường Tại Thanh nhưng không thấy. Hắn không biết Thường Tại Thanh đã đến Định Kinh Thành. Điền Lực nói về Thường Tại Thanh với sự phẫn nộ, cái đồ đàn bà độc ác. Khế đất là để dành cho Hòe Sinh lấy vợ, vậy mà nàng cũng lấy đi. Nàng chẳng hề quan tâm đến Hòe Sinh, đúng là đồ tiện nhân. Thẩm Diệu nhìn xuống, Tạ Cảnh Hành đứng nhìn ra cửa sổ, dường như không quan tâm đến câu chuyện. Nhưng hắn chỉ đứng đó, cũng đủ làm người khác sợ hãi. Cuối cùng, Điền Lực hỏi, có người nói sẽ đưa chúng ta đến gặp bà nương kia. Các ngươi là người đưa chúng ta tới Định Kinh? Đúng vậy, Thẩm Diệu nói, ta biết Thường Tại Thanh ở đâu. Điền Lực sừng sốt, giọng run rẩy, nàng ở đâu? Thẩm Diệu hơi nhíu mày, thấy trong giọng của Điền Lực ngoài phẫn nộ còn có chút nhớ nhung. Có lẽ vì Thường Tại Thanh từng là vợ hắn, hoặc vì nàng là mẹ của Hòe Sinh, Điền Lực vẫn còn chút mềm lòng. Đây không phải điều Thẩm Diệu muốn thấy. Thường Tại Thanh hiện đang ở Thẩm phủ, là thiếp thất của Thẩm Vạn. Nàng đang mang thai, được Thẩm Vạn rất yêu thương, sớm sinh con cho Thẩm Vạn. Một khi đứa trẻ ra đời, Thường Tại Thanh có thể được phong làm chính thất, con nàng sẽ sống trong vinh hoa phú quý. Biểu tình của Điền Lực trở nên phức tạp, vừa tức giận, vừa nhục nhã và không cam lòng. Sự mềm lòng tan biến khi nghe Thẩm Diệu nói. Thường Tại Thanh sinh con có thể sống trong vinh hoa, còn Hòe Sinh thì sao? Khế đất duy nhất cũng bị bán đi, chẳng còn gì. Hai đứa trẻ cùng từ bụng Thường Tại Thanh sinh ra, nhưng cuộc sống lại khác biệt như trời và đất. Sự so sánh này khiến Điền Lực không cam tâm. Thẩm Diệu cười nhẹ, không chỉ có thế, Thẩm Vạn còn bỏ vợ kết tóc của mình vì Thường Tại Thanh, thật sự sủng ái nàng. Giờ thì Thẩm Tam phu nhân trở thành kẻ bị người căm ghét, thật đáng thương. Điền Lực cười lạnh, Thẩm Tam lão gia cũng là kẻ không có đầu óc. Hắn không ưa Thẩm Vạn, người đã cướp vợ hắn, càng không ưa Thường Tại Thanh. Thật ra, ta được Thẩm Tam phu nhân nhờ vả. Thẩm Diệu nói, Thẩm Tam phu nhân bị Thẩm Vạn và Thường Tại Thanh bức đến không còn đường lui. Bà ấy muốn kéo Thẩm Vạn và Thường Tại Thanh xuống, nên tìm đến ngươi. Ta? Điền Lực hỏi, quý nhân có ý gì? Đến lúc thích hợp, ngươi hãy nói với Thẩm Tam lão gia rằng Thường Tại Thanh là vợ ngươi, để hắn sớm dừng lại sai lầm này. Điền Lực định nói gì đó, nhưng Thẩm Diệu không cho hắn do dự. Hay là ngươi muốn nhìn thê tử mình sống cùng người khác? Ngươi có lòng tốt tha cho nàng có từng nghĩ đến ngươi? Nàng không quan tâm đến Hòe Sinh, bán cả khế đất để chạy trốn. Thường Tại Thanh chỉ quan tâm đến bản thân mình. Ngươi không cần phải nhân từ với kẻ như vậy. Ngươi có phải là Bồ Tát không phân biệt đúng sai? Những lời này vừa giải thích vừa công kích, không chút khách khí, khiến Tạ Cảnh Hành khẽ nhếch môi cười, nhìn Thẩm Diệu với ý vị sâu xa. Điền Lực mặt đỏ bừng, không dám phản bác. Quan trọng nhất là, tại sao Hòe Sinh phải sống khổ sở, còn con của Thường Tại Thanh và Thẩm Vạn lại sống trong sung sướng? Nếu một ngày Hòe Sinh gặp em cùng mẹ khác cha của mình, thấy đệ đệ sống trong vinh hoa, còn mình chỉ là kẻ hầu hạ. Thường Tại Thanh chỉ nhận đệ đệ không nhận Hòe Sinh, lúc đó Hòe Sinh sẽ nghĩ thế nào? Điền Lực, ngươi nghĩ kỹ lại xem, ngươi thật sự cam tâm. Thẩm Diệu nói mang theo mê hoặc, khiến Điền Lực không tự giác theo lời nàng suy nghĩ. Dù Điền Lực không tài giỏi, thô lỗ, nhưng còn có chút lương tâm, vẫn giữ lại khế đất cho Hòe Sinh cưới vợ. Hòe Sinh nói, quý nhân, ta không cam lòng, nhưng nàng là mẹ của Hòe Sinh, ta chỉ muốn đưa nàng về, nếu nàng bị đánh chết, Hòe Sinh sẽ đau lòng. Đừng để Hòe Sinh biết chuyện này. Thẩm Diệu nói, sau khi thành công, Thẩm Tam phu nhân sẽ cho các ngươi một khoản tiền lớn. Số tiền này nhiều hơn khế đất, các ngươi có thể rời khỏi đây và bắt đầu lại. Không có Thường Tại Thanh, Hòe Sinh vẫn còn ngươi. Đối xử tốt với Hòe Sinh, cậu ấy chưa chắc đã khổ sở. Trên đời này có hai thứ không thể giữ lại, là nước đổ ra và người đã rời đi. Thường Tại Thanh đã bỏ đi, nàng sống sung sướng, ngươi làm sao kéo nàng về? Bằng tình cảm của ngươi hay tình mẹ con của Hòe Sinh? Ngươi cho rằng có khả năng sao? Điền Lực nhắm mắt đau khổ. Thẩm Diệu nói đúng, Thường Tại Thanh hiện tại sống quá tốt, không có lý do gì quay lại cuộc sống khổ sở trước đây. Nếu nàng còn quan tâm đến Điền Lực và Hòe Sinh, nàng đã không bán khế đất chạy trốn. Nữ tử mang khăn che mặt bình tĩnh nói tiếp, người không vì mình, trời chu đất diệt. Nàng bất nhân trước. Ngươi không cần nhân từ. Đây là cơ hội để thay đổi cuộc sống, bỏ lỡ sẽ không có lần thứ hai. Dù ngươi có đạp Thường Tại Thanh xuống, ngươi cũng không sai. Đây là món nợ Thường Tại Thanh nợ các ngươi. Ngươi làm hay không? Điển Lực trước mắt hiện lên nhiều hình ảnh. Ánh mắt khinh bỉ của Thường Tại Thanh, hàng xóm chỉ trỏ, Hòe Sinh ngồi ở góc buồn bã, áo quần rách nát. Nếu có ngày hắn thay đổi cuộc sống, đem lại hạnh phúc cho Hòe Sinh. Điền Lực đột nhiên ngẩng đầu, quyết tâm, làm. Ta đồng ý, nhưng ngươi phải cho ta đủ tiền để hai ông cháu có thể rời khỏi đây mà không lo cơm áo. Thẩm Diệu nhướng mày, đồn đãi không thể tin hoàn toàn, nói Điền Lực là kẻ vô lại, nhưng hôm nay lại đơn giản như vậy. Điền Lực không khó đối phó, có lẽ vì Hòe Sinh mà hắn còn lương chi. Bạc sẽ cho ngươi. Tạ Cảnh Hành nói, đứng trong bóng tối, lười biếng mở miệng, không cần có ý đồ khác, nếu không. Điền Lực run lên, vội vàng cúi đầu, tiểu nhân không dám. Đối mặt với nam nhân này, hắn có cảm giác sợ hãi không thể tả. Mặc dù từ đầu đến giờ, nữ nhân mang mặt nạ nói chuyện, nhưng khí thế của nam tử áo tím tràn ngập trong phòng. Thẩm Diệu nhìn Tạ Cảnh Hành, hắn thật sự lợi hại, không cần nói lời nặng, chỉ cần đứng đó cũng đủ khiến người khác sợ hãi. Khi Tạ Cảnh Hành và Thẩm Diệu rời khỏi nhà, Hòe Sinh đón lại, các ngươi có thể tìm được mẫu thân sao? Thẩm Diệu nhìn Hòe Sinh, nói, sớm ngủ đi, rồi dẫn đầu đi ra ngoài. Nàng bước nhanh hơn, Tạ Cảnh Hành đuổi kịp, ra khỏi ngõ nhỏ, đến đầu đường. Tạ Cảnh Hành nhìn Thẩm Diệu, ngươi cảm thấy áy náy với đứa trẻ đó. Áy náy cũng phải làm. Thẩm Diệu nói, ta cũng ích kỷ. Ngươi làm đúng. Tạ Cảnh Hành không để ý, ngươi không phải Bồ Tát. Hắn nhắc lại lời Thẩm Diệu nói với Điền Lực, có ý an ủi. Thẩm Diệu liếc hắn, ngươi là. Tạ Cảnh Hành nhướng mày, nói sao? Bồi ta hơn nửa đêm, lại giúp ta uy hiếp Điền Lực, ngươi là Bồ Tát, không thì sao tốt bụng vậy? Tạ Cảnh Hành cười, ngươi không cảm kích. Thẩm Diệu cười nhếch môi. Quan hệ với Tạ Cảnh Hành dần thay đổi, không còn đối chọi gai gắt, vì hắn cũng thông minh, làm mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn. Giờ đây, trên đường tuyết không người, như tản bộ cùng nhau. Nàng vẫn là Thẩm Hoàng hậu trong lòng, nhưng dường như có thêm điều gì mới mẻ. Chuyện Thường Tại Thanh, cần ta giúp không? Tạ Cảnh Hành lười biếng nói, nếu ngươi cầu ta, ta sẽ suy nghĩ. Không cần lo. Thẩm Diệu cười, tự nhiên sẽ có cách. Ngươi có biện pháp? Tạ Cảnh Hành liếc nàng, đôi khi nghĩ, có chuyện gì ngươi không giải quyết được, có lẽ ngươi sẽ cầu ta. Đại khái không có chuyện đó. Thẩm Diệu đáp. Tiếc nuối. Tạ Cảnh Hành giọng tiếc hận. Thẩm Diệu cười. Định Kinh thành mỗi ngày đều có chuyện mới mẻ xảy ra, nhưng mỗi ngày chuyện mới lại che khuất chuyện cũ. Ví dụ như vụ kiện giữa Thẩm gia và Trần gia, mọi người xem như trò cười, qua rồi quên. Trong Thẩm phủ cũng vậy, người hầu vẫn làm việc như thường, chỉ có Thu Thủy Uyển đã thay chủ. Thẩm Vạn rất yêu quý tân chủ tử, gần như không thua kém Thẩm Tam phu nhân năm xưa. Thường Tại Thanh so với Trần Nhược Thu biết cách ứng xử hơn. Không có vẻ kiêu ngạo, nàng làm mọi người cảm thấy thoải mái. Không chỉ Thẩm Vạn yêu quý nàng, Thẩm Quý và Thẩm lão phu nhân cũng thích nàng, cảm thấy việc Thẩm Vạn bỏ Trần Nhược Thu là đúng đắn. Thẩm Vạn rất tốt với Thường Tại Thanh, Thẩm lão phu nhân còn mời Cao Tăng xem, nói thai nhi trong bụng Thường Tại Thanh là con trai. Thẩm lão phu nhân càng không bắt bẻ Thường Tại Thanh, cảm thấy Thẩm phủ cần thêm nam đinh, nếu không người ngoài sẽ chê cười Thẩm phủ đoạn tử tuyệt tôn. Thẩm Vạn mỗi ngày đều vui vẻ, Thường Tại Thanh biết bày mưu tính kế, quản lý gia sự, làm Thẩm Vạn càng hài lòng. Một người vợ như vậy, vừa thông minh lại đảm đang, không có nam nhân nào không thích. Một ngày, Thường Tại Thanh và Thẩm Vạn nói chuyện trong sân. Thường Tại Thanh mặc áo lông, bên chân có chậu than, trong tay cầm lò sưởi. Vì sợ nàng cảm lạnh, Thẩm Vạn bảo nha hoàn chăm sóc kỹ. Thường Tại Thanh nói, hôm nay lão gia rảnh rỗi. Thẩm Vạn cầm tay nàng, không chỉ hôm nay, mấy ngày nay trong chiều không có việc, ta có thể ở bên ngươi và con nhiều hơn. Thật tốt, Thường Tại Thanh cười, con cũng có thể gần gũi cha hơn. Lời này làm Thẩm Vạn rất vui, ôm Thường Tại Thanh vào lòng. Hiện tại, điều ta mong muốn nhất là ngươi sinh con, không uổng công ta làm những việc này. Thường Tại Thanh thấy Thẩm Vạn vẫn chưa vui, hỏi, lão gia vẫn lo chuyện Thẩm Ngũ tiểu thư? Thẩm Vạn cười khổ, mấy ngày nay, Thẩm Tín bảo vệ Thẩm Diệu kỹ lưỡng, Thẩm Diệu không ra phủ, ta không có cơ hội. Bảo vệ kỹ như thùng sắt, khó mà động đến. Nói đến đây, hắn buồn bã, cứ thế này không được. Thường Tại Thanh trong mắt chuyển, cười, không khó gì, nếu Thẩm Ngũ tiểu thư không ra, khiến nàng tự ra. Nếu Thẩm Ngũ tiểu thư tự ra, Thẩm tướng quân biết, sẽ mang theo thị vệ, khó mà động thủ. Tốt hơn là để nàng tự trộm ra, không để Thẩm tướng quân biết, như vậy dễ dàng hơn. Thẩm Vạn mắt lóe lên, suy nghĩ một lát rồi lắc đầu, Thẩm Diệu không có bí mật, hống nàng ra rất khó. Trước đây Thẩm Diệu có bạn thân Phùng An Ninh, nhưng giờ Phùng An Ninh an ổn ở Phùng phủ, Thẩm Diệu nhất định cảnh giác. Tiểu cô nương, dù chấn định, cũng có lúc nhát gan. Lão gia có thể lợi dụng điểm này. Thường Tại Thanh cười, nói rằng cha mẹ hay huynh trưởng nàng gặp nguy hiểm, Thẩm Ngũ tiểu thư sẽ hoảng hốt. Quan hệ huyết thống, nàng sẽ lo lắng. Thẩm Vạn nghe, suy tư kỹ, nắm chặt tay Thường Tại Thanh. Kế này tuy còn lỗ hổng, nhưng là hảo biện pháp, hoàn thiện thêm, có thể thành công. Hắn nhìn Thường Tại Thanh với ánh mắt đầy tán thưởng, ngươi luôn khiến ta kinh ngạc. Thường Tại Thanh cúi đầu, cười, lão gia đùa. Hiện tại ta theo lão gia, sẽ tận tâm vì lão gia. Dù việc này không quang minh, nhưng trong triều không có phụ tử, ta lấy lão gia làm đầu. Thực ra, việc tính kế Thẩm Diệu này là một độc kế. Thẩm Vạn thưởng thức Thường Tại Thanh, nhưng sau này nhớ lại, sẽ thấy nàng tàn nhẫn. Thường Tại Thanh lấy lý do triều đình không có phụ tử, đặt Thẩm Vạn lên hàng đầu, khiến hắn càng thêm quý trọng nàng, thấy nàng trí tuệ, tận tâm vì mình. Thẩm Vạn thâm tình nhìn Thường Tại Thanh, có giai nhân này, phu phục gì cầu. Thường Tại Thanh dịu dàng nói, gặp lão gia là phúc phần của ta, ta không dám quên. Nàng càng khiêm tốn, Thẩm Vạn càng yêu mến nàng, không thấy ánh mắt đắc ý của Thường Tại Thanh. Trong mắt Thường Tại Thanh, tình cảm chỉ là mây khói. Chỉ có người trải qua nghèo khổ mới biết quý trọng sự giàu có. Nàng muốn giữ Thẩm Vạn, không phải vì hắn, mà vì sự giàu có hắn mang lại. Thường Tại Thanh khác Trần Nhược Thu, Trần Nhược Thu yêu Thẩm Vạn, mất đi lý trí vì hắn. Thường Tại Thanh yêu tiền tài và thân phận phu nhân, nên càng tỉnh táo. Với người như Thẩm Vạn, chỉ dựa vào tài hoa và phong hoa tuyết nguyệt không đủ để giữ hắn. Nàng cần chứng minh tài năng, khiến Thẩm Vạn thấy nàng hữu dụng, hắn sẽ không từ bỏ nàng. Thường Tại Thanh làm rất tốt. Thẩm Vạn ở lại với Thường Tại Thanh một lúc lâu, rồi rời đi vì còn công vụ. Hắn dặn dò nha hoàn chăm sóc Thường Tại Thanh, rồi mang người hầu rời đi. Về đến thư phòng, gã sai vặt mang một bức thư tới, lão gia, có người giao một bức thư chỉ tên gửi cho ngài, nhưng không biết là ai đưa. Thẩm Vạn nhận thư, thấy bì thư trống trơn, mở thư ra. Đọc dòng đầu tiên, Thẩm Vạn cứng đờ. Thư viết, Thẩm Tam lão gia, ngài có biết quý thiếp của ngài là đồ bỏ không? Thẩm Vạn suýt ngã, một tay đỡ bàn, lấy lại bình tĩnh, rồi đọc tiếp. Nội dung thư đơn giản nhưng không tầm thường. Thư nói Thường Tại Thanh từng gả ở Liễu Châu, có một đứa con trai. Nay nàng làm thiếp của Thẩm Vạn, quan trọng là nàng chưa ly hôn chồng cũ. Nếu điều tra, Thẩm Vạn có thể bị cáo là đoạt thê người, có thể bị kiện. Ban đầu Thẩm Vạn không tin, nghĩ thư này là do Trần Nhược Thu châm ngòi. Nhưng khi đọc đến dòng cuối, hắn run lên. Thường Tại Thanh có một nốt ruồi nhỏ ở chỗ kín. Đây là sự thật không thể chối cãi. Chương 160. Thăng dịch văn bản. Thường Tại Thanh có một nốt ruồi đỏ nhỏ ở nơi bí mật, người bình thường không thể nhìn thấy được. Nhưng Thẩm Vạn là ai, nếu dễ dàng tin vào một lời không có chứng cứ như vậy thì đã không thể lăn lộn trên triều đình nhiều năm như vậy. Hắn nhìn lướt qua thư tín, phía trên nói rằng hai cha con hiện giờ đã vào Định Kinh thành, ở tại thành Đông trong một ngôi nhà dân, phía trên thậm chí có địa chỉ cụ thể. Thẩm Vạn xé nát thư tín thành từng mảnh, nói với gã sai vặt bên cạnh, đưa xe. Thẩm Vạn không tin vào một lá thư xa lạ, nhưng cũng không thể không giữ niềm tin tuyệt đối với Thường Tại Thanh, chi bằng tự mình kiểm chứng. Khi xe ngựa đến ngôi nhà ở thành Đông, Thẩm Vạn không xuống xe, mà trốn ở bên trong, để gã sai vặt của mình đi gõ cửa. Người mở cửa là một cậu bé khoảng 10 tuổi. Cậu bé này gầy yếu, ánh mắt thiếu sự ngây thơ của trẻ nhỏ, mà có vẻ già dặn hơn, nhìn giống như một thiếu niên. Thẩm Vạn thấy rõ mặt cậu bé liền hít một hơi lạnh. Trong khoảnh khắc đó, Thẩm Vạn biết ngay lời trên thư là thật. Đơn giản vì cậu bé này giống Thường Tại Thanh quá mức. Ngay cả nét mặt và khí chất cũng rất giống, chỉ là so với Thường Tại Thanh phóng khoáng, cậu bé này có vẻ tự ti, nhút nhát hơn. Nhưng dù thế nào, diện mạo của cậu bé này thực sự rất giống Thường Tại Thanh. Nhà họ thường không có con nối dõi khác, nên không thể là em trai của Thường Tại Thanh. Gã sai vặt bên cạnh Thẩm Vạn cũng bị diện mạo của cậu bé làm choáng váng, nhưng vẫn theo lời Thẩm Vạn hỏi, "Tiểu huynh đệ, ngươi biết Thường Tại Thanh ở đâu không?" Cậu bé cảnh giác nhìn hắn, hỏi, "Ngươi tìm mẹ ta làm gì?" Thẩm Vạn nhắm mắt lại. Không nghi ngờ gì nữa, lá thư kia nói thật. Thường Tại Thanh thực sự ở Liễu Châu có một người chồng và con trai. Chỉ là không biết vì sao lại che giấu kỹ như vậy. Gã sai vặt trò chuyện vài câu với cậu bé, trở lại báo cáo với Thẩm Vạn, cẩn thận hỏi, "Lão gia điều tra?" Thẩm Vạn thở gấp nói, "Phái người đi Liễu Châu điều tra. Phải rõ ràng Thường Tại Thanh là người như thế nào." Thẩm Vạn thích Thường Tại Thanh vì Thường Tại Thanh ôn hòa, phóng khoáng lại tài hoa, hơn nữa hiện giờ trong bụng còn mang thai con của hắn. Nhưng nếu Thường Tại Thanh thực sự có chồng và con ở Liễu Châu, thì tất cả chỉ là trò cười. Hắn nuôi vợ người khác mà đắc chí, và nếu Thường Tại Thanh bỏ rơi chồng con mình, cũng không phải người ôn nhu khả nhân như vẻ ngoài. Thẩm Vạn rất kỹ tính, hắn muốn vợ mình phải xử lý mọi việc gọn gàng ngăn nắp, nhưng cũng phải giữ được khí chất tiên nữ không dính khói lửa trần tục. Mọi chuyện xảy ra làm Thường Tại Thanh trong mắt hắn thay đổi hoàn toàn, làm Thẩm Vạn cảm thấy ghê tởm. Những ngày tiếp theo, Thẩm Vạn dường như bận rộn hơn. Mỗi ngày đều ở bên ngoài, nếu về thẩm phủ, cũng chui vào thư phòng, Thường Tại Thanh không thể gặp hắn. Đôi khi Thường Tại Thanh mang điểm tâm đến, Thẩm Vạn cũng không thân mật như trước. Ban đầu Thẩm Vạn như vậy làm Thường Tại Thanh bất an, nhưng gã sai vặt nói Thẩm Vạn nhận được công việc mới, bận rộn không thể quan tâm việc khác, Thường Tại Thanh mới yên tâm. Nhưng thực tế là, Thẩm Vạn đã nhận được tin từ Liễu Châu. Tin tức từ Liễu Châu xác nhận những gì lá thư nói. Thường Tại Thanh ban đầu có chồng, và ở Liễu Châu còn được coi là một giai thoại. Thẩm Vạn đọc xong tin tức, tức giận đến mức suýt lật bàn. Hắn nạp một quý thiếp nhưng hóa ra là vợ người khác, hiện giờ chồng con đối phương đã tìm đến Định Kinh Thành. Nếu bị phát hiện, sẽ trở thành trò cười của cả Định Kinh Thành, và ngự sử chắc chắn không bỏ qua cơ hội này. Nếu chỉ có thế thì cũng thôi, khó chịu nhất là vì Thường Tại Thanh mà hưu Trần Nhược Thu, còn kết thù với Trần gia. Giờ người khác chỉ biết nói hắn sai khi coi mắt cá là chân trâu, Thẩm Vạn đã bắt đầu hối hận. Thường Tại Thanh trong bụng có con của hắn, nhưng hắn sợ vì Thường Tại Thanh mà chôn vùi con đường làm quan. Giữa tình cảm và quyền lực, hắn vẫn chọn quyền lực. Huống chi nghĩ đến việc ngủ bên cạnh là vợ người khác, Thẩm Vạn không thể chịu nổi. Hắn suy tư một lúc, đang muốn ra lệnh, thì nhìn thấy một người hầu vội vàng chạy vào, miệng hô lớn, "Lão gia, xảy ra chuyện rồi. Không xong rồi." Thẩm Vạn nhíu mày, giận dữ nói, "Hoang mang rối loạn còn thể thống gì?" Người hầu run rẩy đưa cho Thẩm Vạn một phong thư, ánh mắt trốn tránh. Thẩm Vạn nghi ngờ nhìn người hầu này là người thân tín của hắn, thường đi theo hắn truyền tin. Nhìn hai hàng sau, sắc mặt Thẩm Vạn tức khắc trở nên xanh mét, nếu nhìn kỹ còn có thể thấy vài phần sợ hãi. Ngự thư phòng, Văn Huệ Đế giận tím mặt, ném tấu chương xuống đất, Văn Huệ Đế cười lạnh. Thái giám bên cạnh không dám thở mạnh, đế vương giận dữ thay phơi ngàn dặm, đặc biệt là lúc này, không ai dám chọc giận Văn Huệ Đế. Tấu chương liệt kê tất cả việc Thẩm Vạn đã làm từ mấy năm trước đến nay, nhìn qua cũng không có gì trở ngại. Nhưng Văn Huệ Đế hiểu rõ, mỗi hàng đều kể rõ mối quan hệ không bình thường giữa Thẩm Vạn và Định Vương Phó Tu Nghi. Trong 9 nhi tử, Văn Huệ Đế yên tâm nhất là Thái tử và Định Vương. Thái tử xuất thân chính thống, thân thể yếu ớt, Văn Huệ Đế theo bản năng phóng nhẹ. Định Vương ưu tú nhưng không hỏi triều sự, Đồng Thục Phi cũng không tranh quyền, làm Văn Huệ Đế thoải mái. Các hoàng tử tranh đấu gay gắt, Văn Huệ Đế nhìn thấy nhưng không ngăn cản, chỉ cần không quá mức, hắn thấy vui mừng. Người dính quyền thế không muốn buông, nhìn thấy con trai lớn lên, Văn Huệ Đế cũng sinh ra lòng đề phòng. Hắn ghét nhất là hoàng tử và đại thần quá thân cận. Dù biết đây là sự thật không thể tránh, nhưng khi đứa con trai này là Định Vương, Văn Huệ Đế không thể chấp nhận. Ngược lại, hắn tức giận hơn bao giờ hết. Phó Tu Nghi trước đây tùy tâm sở dục, không hỏi thế sự, trong mắt Văn Huệ Đế hiện tại là giả tạo. Giết gà dọa khỉ, Văn Huệ Đế nói, một đám, đều nghĩ trẫm dễ lừa gạt, nếu vậy, trẫm sẽ thỏa mãn bọn họ nguyện. Triều đình việc vốn dĩ thay đổi bất ngờ, chiếu lên trời tử đường, mộ vì anh nông dân chỗ nào cũng có. Nếu phạm sự, trở thành anh nông dân còn là vận may, nhiều người bị hãm tù, một đao lao cổ liên lụy 9 tộc. Thẩm Vạn chính là người này. Sau vụ việc với Trần gia, Thẩm gia tưởng rằng mọi việc dần ổn định. Ai ngờ đột nhiên có quan sai đến Thẩm phủ bắt người, người dân nghe nói Thẩm Vạn làm việc bất lợi, liên lụy toàn bộ Thẩm phủ. Cụ thể tội danh gì không rõ, dân chúng dễ bị thuyết phục, nói là ban sai bất lợi cũng tin. Nhưng người thông minh lại nhận ra việc này không bình thường. Nếu sai sự không tốt, sao có thể bắt toàn bộ Thẩm phủ? Rõ ràng là phạm tội lớn muốn tru diệt cả nhà. Người dân đi qua Thẩm phủ chỉ trỏ, nói về uy vũ đại tướng quân Thẩm Tín. Nói rằng Thẩm gia 2 năm trước phân ra khi Thẩm Tín nghèo túng, sau đó loại bỏ Thẩm Tín khỏi gia phả, không ngờ Thẩm Tín lại nhờ họa được phúc, tránh thoát một kiếp. Lời này truyền đến tai Thẩm Diệu, cô chỉ cười không thèm để ý. La Đàm giận dữ, đây là không phải không báo, thời điểm chưa tới. Lúc trước họ trà đạp đại bá và bá mẫu, giờ biết các ngươi không ngại, chắc muốn giận điên. La Lăng suy tư, Thẩm Tam lão gia phạm tội gì mà bị giam cầm toàn phủ? Thẩm Diệu nói, nếu bệ hạ giận dữ, chắc là làm gì thái tuế trên đầu Dương oai sự. Nhưng việc này không liên quan đến chúng ta. La Đàm gật đầu, đúng, chúng ta chờ xem diễn hay. Thẩm Khâu lo lắng nhìn Thẩm Diệu, muốn nói lại thôi. Sau khi La Lăng và La Đàm đi, Thẩm Khâu kéo Thẩm Diệu vào phòng, khóa cửa lại, mới hỏi, muội muội, chuyện Thẩm gia là do muội làm sao? Thẩm Diệu cười, đại ca, sao việc gì cũng đổ lên đầu ta? Bệ hạ muốn xử trí ban sai bất lợi, ta không có khả năng nhúng tay vào. Thẩm Khâu đau đầu đè chán, muội muội, đại ca biết muội không muốn nói với người ngoài. Nhưng triều đình không đơn giản, có khi tưởng thắng lại sinh ra biến số, liên lụy bản thân. Hắn lại nhảy một hồi, Thẩm Diệu bất đắc dĩ, đại ca, nói thật, việc này không liên quan đến ta. Thẩm Vạn hạ ngục vì Trần Nhược Thu sau lưng đâm dao. Trước đây Trần Nhược Thu và Thẩm Vạn đấu đến chết, ngươi nghĩ Trần Nhược Thu dễ buông? Lúc này Thẩm Khâu kinh ngạc, Trần Nhược Thu? Trần Nhược Thu sống với Thẩm Vạn nhiều năm, hiểu rõ việc Thẩm Diệu. Nếu muốn đâm dao sau lưng, dễ hơn người khác. Thẩm Diệu nói, Thẩm Vạn bị người bên gối hại, liên lụy toàn phủ, không liên quan đến ta. Thẩm Khâu suy tư, hồ nghi nhìn Thẩm Diệu, sao muội biết rõ ràng thế? Ta mong chờ họ xui xẻo, tự nhiên phái người giám thị từng hành động. Thẩm Diệu nói. Thẩm Khâu thường thấy Thẩm Diệu đoan trang, lần đầu thấy dáng vẻ này, cảm thấy quen mắt. Lắc đầu, đánh tan suy nghĩ, nói, giám thị ra việc này quá xảo. Hắn tròn mắt, buồn cười, muội muội, không phải muội sau lưng quạt gió thêm củi chứ? Thẩm Diệu cười, đại ca nghĩ sao thì là vậy, dù sao việc này không dính đến ta. Thẩm Khâu giận dữ, gan muội lớn, nếu đâm thủng trời. Thẩm Diệu ngắt lời, đại ca sao trở nên bà mụ mụ, chỉ là chuyện nhỏ, Thẩm gia gieo gió gặt bão. Nếu Thẩm Vạn không làm sai, sao bị bắt nhược điểm? Nếu hắn và Trần Nhược Thu hòa thuận, sao bị châm ngòi thành công? Nên nghĩ xem mình làm sai gì trước. Thẩm Diệu nói thẳng làm Thẩm Khâu kinh ngạc, đến khi bị nô tỳ đưa ra sân, Thẩm Khâu mới tỉnh lại, vỗ đầu, phục hồi tinh thần. Thẩm Diệu rõ ràng cưỡng từ đoạt lý, không biết học từ đâu, đùa bỡn đế vương triều thần trong tay, mà vô tội vô cùng. Thẩm Khâu kinh ngạc, Thẩm Diệu khi nào học cách nói hưu nói vượn, tư thái quen mắt, như từng gặp. Trong phòng, Thẩm Diệu tiễn Thẩm Khâu, ngồi trước bàn thở phào. Văn Huệ đế tính tình sấm rền gió cuốn, không chịu nổi hoàng tử và triều thần thân cận, huống chi từng chuyện từ mấy năm trước. Từ đầu không quên đối phó ai, trọng sinh tới nay, nhiều chuyện phai nhạt, Thẩm gia này tự tìm đường chết. Nhưng Phó Tu Nghi thì khác. Phó Tu Nghi như rắn độc tiềm tàng, nhìn vô hại, đột nhiên cắn người. Như lần hắn làm Thẩm Vạn tác hợp Thẩm Diệu và Chu Vương. Dù Thẩm Diệu che giấu, Phó Tu Nghi vẫn theo dõi nàng. Ẩn nhẫn không thích hợp, chi bằng xé mở, bắt đầu một ván chơi cờ ngang nhau. Phó Tu Nghi sợ nhất là bị vạch trần dã tâm. Chuyện Thẩm Vạn làm Văn Huệ Đế nghi ngờ, nhưng Phó Tu Nghi không dễ đả đảo, sẽ có phản bác. Nhưng Thẩm Diệu không bỏ lỡ cơ hội, không đả đảo hắn, cũng phải làm Phó Tu Nghi lộ chân tướng. Thẩm Vạn không đủ, ván cờ cần xuất sắc hơn. Thẩm Diệu gọi kinh chập kêu Mạc Kình vào, dặn dò vài câu. Từ Hoa Đoàn Cẩm Thốc phủ đệ đến lao ngục, chỉ trong một đêm. Thẩm Vạn cảm thấy mấy năm nay thẩm phủ rất xui xẻo. Như va chạm gì đó, mọi việc không thuận. Ban đầu là nhị phòng xảy ra chuyện, sau đó tam phòng. Hiện tại toàn thẩm phủ bị bắt vào tù, trừ đại phòng. Đại phòng được Văn Huệ Đế trọng dụng, ít nhất hiện tại phong cảnh hơn họ. Nói đến, thẩm phủ tìm suối quẩy từ khi đại phòng phân ra, hoặc từ 2 năm trước Thẩm Tín hồi kinh. Có phải có người nguyền rủa thẩm phủ? Cách vách giam là Thẩm gia nữ quyến, Thẩm lão phu nhân và Thường Tại Thanh. Thẩm Vạn nghe Thẩm lão phu nhân oán giận, sinh bực bội. 2 năm trước, uy vũ đại tướng quân thẩm phủ được người bái phỏng, tuy là vì Thẩm Tín. Nhưng Thẩm Tín không ở kinh, thẩm phủ giàu có, ai không khen khí phái. Thẩm Quý và hắn là quan văn, từng năm thăng tiến, 2 nữ nhi duyên dáng yêu kiều, thông gia tốt. Thẩm Nguyên Bách và Thẩm Viên khỏe mạnh, Nhâm Uyển Vân khôn khéo, Trần Nhược Thu ôn nhu, gia đình hòa thuận. 2 năm ngắn ngủi, cảnh còn người mất. Thẩm Quý ốm yếu hỏi, tam đệ, ngươi phạm tội gì? Bệ hạ bắt cả phủ. Ta phạm tội? Thẩm Vạn cười lạnh, nhị ca ở triều đình mà không biết bệ hạ muốn bắt ai, tùy ý tìm lý do. Đây là bệ hạ đắn đo ta. Nếu sai sự bất lợi, không bắt cả phủ, rõ ràng là muốn vấn tội. Cách vách Thường Tại Thanh nghe, kinh hô, bệ hạ cố ý sao? Bệ hạ vì sao cố ý? Lão gia làm tức giận bệ hạ. Thường Tại Thanh trước đây ôn nhu khả nhân, nay phú quý thành bọt nước, hối hận không kịp. Hắn phất tay, không kiên nhẫn nói, không biết. Nhớ đến lá thư người hầu đưa. Người hầu thân tín, triều thần viết tin, Thẩm Vạn đối thủ đệ trình sổ con, viết bằng chứng Thẩm Vạn và Phó Tu Nghi. Thẩm Vạn không thực sự làm việc cho Phó Tu Nghi, nhưng không muốn từ bỏ định vương, thái độ ái muội. Người khác thấy như đồng minh. Văn Huệ Đế tức giận cũng dễ hiểu, việc này muốn thiện là khó. Đối thủ đột nhiên có chứng cứ, Thẩm Vạn đoán được. Trần Nhược Thu sống với hắn nhiều năm, không hiểu triều sự, Thẩm Vạn không phòng. Nếu Trần Nhược Thu đâm dao, mọi việc đều thông suốt. Trần Nhược Thu từng ôn nhu khả nhân, nay cá chết lưới rách, Thẩm Vạn nghĩ đến Thường Tại Thanh. Sắc mặt trầm xuống, nếu không có Thường Tại Thanh, hắn và Trần Nhược Thu không ly tâm, không có hiện tại. Nghĩ đến Thường Tại Thanh mang cốt nhục của hắn, Thẩm Vạn cũng hờ hững. Thẩm Vạn gia đình bị bắt, ngoài là ban sai bất lợi, thực chất Văn Huệ Đế tức giận vì Thẩm Vạn và Phó Tu Nghi. Việc này liên lụy thẩm phủ, định vương Phó Tu Nghi không tránh khỏi. Phó Tu Nghi biết tin nhanh chóng, không ngờ Thẩm Vạn và Trần Nhược Thu liên lụy đến mình. Đang lúc mấu chốt, không thể để Văn Huệ Đế nghi ngờ. Phó Tu Nghi nghi ngờ, Văn Huệ Đế thân mình yếu, mẫn cảm với hoàng tử và triều thần, thời gian này quá trùng hợp. Dù hố Thẩm Vạn, tổn thất không ít hơn Thẩm Vạn. Càng nghĩ càng bực mình, Phó Tu Nghi lạnh lùng, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Bùi Lang nói, điện hạ nên sớm phủi sạch quan hệ. Dùng biện pháp gì cũng phải tự chứng trong sạch. Ta biết, Phó Tu Nghi nói, tiên sinh nghĩ thế nào? Chứng cứ xác thực, phủ nhận sẽ cố tình. Điện hạ nên thừa nhận, đẩy hết lên Thẩm Vạn. Bệ hạ kiêng kỵ hoàng tử kết đảng, nhưng nếu Thẩm Vạn chủ động cậy nhờ, điện hạ không thể làm khác, bệ hạ có thể khoan dung. Phó Tu Nghi gật đầu, tiên sinh cùng ta nghĩ giống. Thẩm Vạn chỉ có thể hy sinh. Chứng cứ rõ ràng, ai cũng tra được. Nhưng nếu là Thẩm Vạn chủ ý, Thẩm Vạn muốn leo lên Phó Tu Nghi, Phó Tu Nghi không dao động, sẽ có thể tha thứ, Phó Tu Nghi bị liên lụy. Nhưng như vậy, tội nghiệp Thẩm Vạn nặng hơn, Văn Huệ Đế trừng phạt nặng hơn. Nhưng Phó Tu Nghi không để ý kết cục Thẩm Vạn, người vô dụng thậm chí gây phiền toái, Phó Tu Nghi không dư thừa tình cảm. Ta cùng Thẩm gia thật có duyên. Phó Tu Nghi lạnh lùng, 5 lần 7 lượt chuyện xấu ở Thẩm gia, lần này dù Trần Nhược Thu dựng lên, ta cảm thấy không đơn giản, như có người thao túng. Bùi Lang trong lòng giật mình, sắc mặt vẫn đạm nhiên, điện hạ nên tự chứng trước, kéo dài thời gian bệ hạ chưa tiêu giận, liên lụy điện hạ. Phó Tu Nghi cười, phiền phức chút, không phải tử cục. Nhưng, tiên sinh cho rằng Thẩm gia lưu hay không? Bùi Lang đáp, nếu là nghiệp lớn, không thể lưu. Phó Tu Nghi cười, nhìn Bùi Lang, tiên sinh lời hợp ý ta. Ta còn việc, tiên sinh hạ xuống, có việc sẽ bàn. Bùi Lang gật đầu, cáo lui. Không nhìn thấy, Phó Tu Nghi nhìn Bùi Lang, ánh mắt âm u. Chuyện Thẩm Vạn bị bắt truyền đến Tần Vương Phủ. Thẩm Nguyệt nghe kinh ngạc, Hoàng Phủ Hạo xem báo thám tử, hỏi, thật toàn phủ bị bắt? Chính xác, thám tử nói, nghe nói Hoàng đế tức giận, lần này trị tử tội. Hoàng Phủ Hạo nhìn Thẩm Nguyệt biểu tình. Thẩm Nguyệt kinh ngạc, không thấy khổ sở. Nàng nghĩ đến lời Trần Nhược Thu, Thẩm gia chi quả do Trần Nhược Thu dựng lên. Thẩm Nguyệt giả ý bi thương, nói, sao có thể? Ban sai bất lợi, Văn Huệ Đế sao bắt cả gia, không phải nguyên nhân này. Hoàng Phủ Hạo cười, chắc có nguyên nhân khác. Hắn hỏi, Nguyệt Nhi muốn gặp Thẩm đại nhân sao? Thẩm Nguyệt hoảng sợ, trước mắt, chỉ sợ làm phụ thân đau buồn, cũng phiền điện hạ, không cần. Thẩm phủ xét nhà, nàng gả vào Vương gia, nên không liên lụy. Nhưng nếu ai biết Thẩm Nguyệt còn ở, sẽ nhốt nàng. Tai vạ từng người phi, Thẩm gia vô tình, Thẩm Nguyệt không tồn đạo nghĩa, sợ liên lụy, tránh né còn không kịp, sao mong thấu lên. Nghe vậy, Hoàng Phủ Hạo không dây dưa, chỉ cười. Thẩm Nguyệt thở phào. Sau Hoàng Phủ Hạo đi, Thẩm Nguyệt muốn viết thư cho Trần Nhược Thu, hỏi việc này có liên quan Trần Nhược Thu. Tuy nghĩ sợ hãi, nhưng nhìn Thẩm gia cả nhà hãm tù, Thẩm Nguyệt vui sướng khi người gặp họa. Đặc biệt là Thường Tại Thanh, bá chiếm địa vị mẫu thân, giờ cùng Thẩm Vạn chịu khổ. Thẩm Nguyệt nghĩ mình làm thị thiếp không đê tiện, còn đắc chí. Nếu ở Thẩm phủ, giờ bị hạ ngục là nàng. Thẩm Nguyệt nghĩ, ngày sau Định Kinh thành tuôn ra bí văn, như đá kích bọt sóng. Làm người xem náo nhiệt tìm thú vị, nói không ngừng, người nói chuyện say sưa. Làm Thẩm gia hoàn toàn thành chê cười của mọi người. Chương 161. Định Kinh thành tuôn ra một tin tức kinh thiên động địa. Đầu tiên là vào lúc sáng sớm, có một người đàn ông trung niên quỳ gối trước cửa nha môn đánh trống kêu oan, tố cáo rằng Thẩm Tam lão gia Thẩm Vạn đã cưỡng đoạt dân phụ, bắt đi thê tử của mình làm thiếp, chuyện này trời đất không dung. Mặc dù người đàn ông đó trông như một kẻ hạ lưu đê tiện, nhưng lại có miệng lưỡi khéo léo, gần như có thể ví như là lưỡi sen sán lạn. Chỉ trong chốc lát, ông ta đã thu hút một đám đông bá tánh tới xem náo nhiệt, không bao lâu sau, toàn bộ Định Kinh thành đều biết chuyện này. Trước đó vài ngày, Trần gia và Thẩm gia đã gây náo động vì vụ kiện tụng, nên bá tánh trong thành đã biết nhiều về vị quý thiếp Thường Tại Thanh của Thẩm phủ. Thẩm Vạn đã chịu ly hôn với vợ cả nhiều năm vì nàng, thậm chí không chút do dự, khiến mọi người không khỏi suy đoán. Có người hiểu chuyện cho biết Thường Tại Thanh là con gái cố nhân của Thẩm lão tướng quân, là người tri thức, ôn nhu, điềm đạm, tính tình so với Trần Nhược Thu chỉ có hơn chứ không kém, còn mang thai con của Thẩm Vạn, tự nhiên khiến lòng người thiên hướng Thường Tại Thanh một ít. Nhưng sáng nay, người đàn ông trung niên này mang theo một thiếu niên quỳ gối trước cửa nha môn, làm những lời tốt đẹp về Thường Tại Thanh trước đây tan vỡ hoàn toàn. Người ta nói Thẩm Vạn bắt người thê tử, nhưng mọi người không phải là kẻ ngốc, Liễu Châu và Định Kinh cách nhau không gần. Trước đây Thường Tại Thanh tự mình đến nương nhờ Thẩm phủ và tuyên bố chưa từng kết hôn. Nói rằng Thẩm Vạn cưỡng đoạt dân phụ, chỉ e là Thường Tại Thanh tự mình dâng hiến. Nghĩ đến Thẩm Vạn thông minh phong nhã một đời, kết quả là lại không thể nhìn thấu bộ mặt thật của Thường Tại Thanh, khiến người ta nuôi kẻ lừa đảo lâu như vậy, trên đầu nón xanh có thể mọc cỏ. Người đàn ông đó có lời nói, không ai nghi ngờ, gần đây còn cầm hôn thư, giấy trắng mực đen hợp với quan ấn đều là tên Thường Tại Thanh. Thứ hai, thiếu niên đi cùng thật sự lớn lên giống Thường Tại Thanh như đúc, chỉ là trông trầm mặc và lúng túng một chút. Mọi người chỉ trỏ, coi như gặp phải một trò cười hiếm thấy vài thập niên mới có. đều nói gia đình giàu có thị phi nhiều, không ngờ gia đình giàu có lão gia lại hồ đồ như vậy. Nếu là trước kia, chuyện này có thể áp xuống, không đến mức truyền khắp Định Kinh nhanh như vậy. Nhưng sáng nay người đàn ông xuất hiện đột ngột, sáng sớm đã đánh trống kêu oan, muốn áp xuống cũng khó. Lại nói, người trong nha môn cũng nhìn người, hiện giờ Thẩm Vạn cả gia đình bị nhốt trong nhà lao, ai còn quản Thẩm Vạn thanh danh, liền cùng mọi người cười nhạo. Trong Trần phủ, sân hẻo lánh, Trần Nhược Thu nghe được tin tức từ bên ngoài, cười ngã trước ngã sau. Nàng giờ càng thêm lười nhác, liên quan cả người càng thêm lôi thôi lếch thách. Càng như vậy, ở Trần gia cũng không ai muốn thấy. Nhưng đối với nàng, cũng không mấy để ý, hiện giờ mục đích là kéo Trần gia xuống ngựa, Trần Nhược Thu đã làm được. Trần Nhược Thu thật sự đã làm được. Cùng Thẩm Vạn làm vợ chồng nhiều năm, nàng cũng hiểu được một ít về Thẩm Vạn. Những chi tiết vụn vặt, cùng với việc mua chuộc một người dưới tay Thẩm Vạn, đưa chứng cứ tới tay đối thủ của Thẩm Vạn, nàng thấp thỏm chờ đợi, cuối cùng cũng có tin tốt. Trần Nhược Thu yêu Thẩm Vạn bao nhiêu, thì cũng hận bấy nhiêu. Chính Thẩm Vạn khiến nàng trở nên thê thảm, nên nàng không thể để Thường Tại Thanh cùng Thẩm Vạn sống tốt. Khi biết Thẩm gia cả nhà bị giam, Trần Nhược Thu thấy khuây khỏa nhưng không ngờ, chỉ một ngày sau, lại tuôn ra Thường Tại Thanh có chồng con. Không ngờ chính mình khôn khéo một đời, lại bại bởi một nữ nhân bỏ chồng bỏ con. Trần Nhược Thu cười điên cuồng, rồi cảm thấy khóe miệng chua xót. Nếu trước đây nàng bình tĩnh một chút, không vội vã, phái người đi Liễu Châu điều tra, có lẽ không có kết quả này. Thẩm Vạn không chấp nhận được điều này, biết Thường Tại Thanh thân phận như vậy, chắc chắn sẽ chán ghét. Nhưng khi công việc đã bắt đầu, không thể quay đầu lại. Đến bước này, ai cũng không thể quay đầu lại. Phu nhân, trước mắt nên làm gì bây giờ? Thơ Tình cẩn thận hỏi. Hiện giờ Trần Nhược Thu ở Trần gia gần như không ai muốn thấy. Sự việc Thẩm gia cũng hạ màn. Đối với Trần Nhược Thu, ngày sau không thể kéo dài như vậy. Ta nghĩ, Trần Nhược Thu có chút mệt mỏi xoa trán. Nguyệt Nhi đã có chỗ nương tựa, ta như thế nào cũng được. Đợi mấy ngày nữa, rời Định Kinh tìm một nơi yên tĩnh, an ổn sống qua quãng đời còn lại cũng tốt. Nàng cười khổ nói, tốt hơn là ở lại Định Kinh, bị mọi người cười nhạo. Thơ Tình thở phào, Trần Nhược Thu nghĩ như vậy cũng tốt. Chỉ cần có chút hy vọng, ngày sau cũng sẽ tốt hơn. Nhưng ta phải đi trước nhìn Nguyệt Nhi. Trần Nhược Thu đỡ ngực, nếu không, luôn không yên tâm. Đang nói, thấy Họa Ý từ bên ngoài vội vàng chạy vào, sắc mặt kinh hoàng, nói, phu nhân, không xong, đã xảy ra chuyện. Trần Nhược Thu đứng dậy, nhíu mày hỏi, chuyện gì? Nhị tiểu thư, nhị tiểu thư. Nghe nói đến Thẩm Nguyệt, Trần Nhược Thu lập tức kinh hoàng, nàng bắt lấy tay Họa Ý, vội hỏi, Nguyệt Nhi làm sao? Họa Ý sắp khóc, nhị tiểu thư ở Tần Vương phủ, sự việc bị phát hiện. Thẩm Nguyệt bị dẫn ra khỏi Tần Vương phủ, Hoàng Phủ Hạo không ngăn cản. Mặc cho Thẩm Nguyệt khóc, bắt lấy tay áo cầu xin, Hoàng Phủ Hạo chỉ an ủi, không sao đâu, ngươi cứ theo họ đi. Trong giọng nói không có chút ý bảo vệ Thẩm Nguyệt. Quan sai nhìn thấy thái độ của Hoàng Phủ Hạo, liền không còn băn khoăn gì, thô lỗ áp giải Thẩm Nguyệt ra ngoài. Hoàng Phủ Hạo nhìn đoàn người mang theo Thẩm Nguyệt đi xa, không khỏi nhăn mày, hỏi thị vệ bên cạnh, đi hỏi thăm, Minh Tề trong cung có chuyện gì. Sáng sớm, quan sai tới, nói muốn mang đi Thẩm gia tam phòng con vợ cả Thẩm Nguyệt. Thẩm Nguyệt từ khi vào Tần Vương phủ, trước nay chưa từng nói ra. Mọi người không nghĩ quan gia nữ trở thành Tần thái tử thị thiếp. Nhưng hiện tại quan sai không biết từ đâu biết tin, tới Tần Vương phủ đòi người. Văn Huệ Đế đối với Hoàng Phủ Hạo còn khách khí, lý do mang Thẩm Nguyệt là vì Thẩm Nguyệt là người Thẩm gia, không đề cập tới chuyện Thẩm Nguyệt và Thẩm Đông Lăng hoán thân, có lẽ muốn tránh vấn đề này. Một cái thị thiếp có thể gây sóng gió gì, Văn Huệ Đế không cần làm lớn chuyện, Hoàng Phủ Hạo nghĩ chắc có điều gì kỳ quặc. Nếu đối phương có lý do, Hoàng Phủ Hạo không cần đối nghịch. Thẩm Nguyệt với hắn chỉ là người biết Thẩm Diệu, lại có vài phần nhan sắc, không đáng vì Thẩm Nguyệt mà đối nghịch với Văn Huệ Đế, nên thuận nước đẩy thuyền. Nhưng trong cung Minh Tề xảy ra chuyện gì, Hoàng Phủ Hạo không biết, có nhiều điều chưa rõ. Suy nghĩ một lát, Hoàng Phủ Hạo sai người đến Định Vương Phủ mang lời nhắn. Thẩm ra chuyện này như một nồi hỗn loạn. Phảng phất bình tĩnh trên bề mặt, đột nhiên nhếch lên một sợi chỉ, theo sợi chỉ kéo ra, đồ án thêu bị rối loạn, không còn rõ ràng. Đầu tiên là Thẩm Vạn bị bắt vào đại lao, sau có Thường Tại Thanh Liễu Châu chồng con quỳ gối nha môn đánh trống kêu oan, hiện tại phát hiện con vợ cả tam phòng thành Tần Quốc thái tử thị thiếp, liên lụy đến chuyện hoán thân, khiến người cảm thán Thẩm phủ hậu viện hỗn loạn, nghi hoặc Thẩm gia có đắc tội quỷ thần, luôn xui xẻo, quá tà môn. Buổi chiều, Thẩm Diệu kéo rèm, tính nghỉ ngơi. Thẩm gia sự tình đã theo kế hoạch của nàng. Văn Huệ Đế sẽ làm gì, Thẩm Diệu cũng đoán được. Nàng mới cởi áo choàng, bỗng phát giác có điều không đúng, quay đầu, thấy Tạ Cảnh Hành không biết từ khi nào đã tới, tựa trên giường nàng, một tay vuốt ve một con hổ trắng, còn đang chơi đùa trên giường nàng. Con hổ đó lớn hơn một vòng, da lông sáng bóng. Nhưng Thẩm Diệu không để ý điều này, nàng hít sâu, nói, ai cho ngươi lên giường ta? Tạ Cảnh Hành thật sự là đặng cái mũi lên mặt, thói quen hắn ban đêm phiên cửa sổ tiến vào, giờ lại dám thanh thiên đại bạch ngày tùy tiện lên giường nàng. Một thời gian nữa có phải sẽ nghênh ngang vào nhà uống trà, còn muốn người trong phủ hoan nghênh? Quá to gan. Tạ Cảnh Hành nói, cố ý tới chúc mừng ngươi, ngươi sao phản ứng vậy? Chúc mừng. Thẩm Diệu ngẩn người, chúc mừng gì? Thẩm gia như ngươi mong muốn vào đại lao. Tạ Cảnh Hành buông tay, con hổ trắng nhảy nhót trên giường Thẩm Diệu, còn mài móng trên chăn tơ tằm, làm người đau lòng. Tạ Cảnh Hành vuốt cằm, Thường Tại Thanh danh tiếng bị hủy, Thẩm Vạn hối hận, Trần Nhược Thu bị liên lụy, Thẩm Nguyệt cũng bị nhốt, sao lại không đáng chúc mừng? Hắn cười, ngươi không vui sao? Bị người nói thẳng ra kết quả tính kế, Thẩm Diệu có chút không tự nhiên. Nàng đi hai bước, nắm áo Tạ Cảnh Hành, kéo hắn ra khỏi giường, vừa kéo vừa nói, miệng chúc mừng là được rồi, hoặc bị chút bạc, Duệ Vương không cần tự mình tới. Kia sao biểu hiện thành ý? Thẩm Diệu dùng lực kéo, Tạ Cảnh Hành lại không suy xuyển, hắn liếc Thẩm Diệu, cười, ngươi còn hố Phó Tu Nghi, càng đáng chúc mừng. Thẩm Diệu giật mình, trên tay không tự chủ lòng xuống. Tạ Cảnh Hành nhướng mày, trở tay nắm tay Thẩm Diệu kéo nàng tới gần. Thẩm Diệu không kịp phòng bị, phát gục vào ngực Tạ Cảnh Hành. Chàng trai mặt mày cười, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao, rõ ràng ngữ khí ôn nhu, lời nói lại lạnh lẽo. Hắn thấp giọng, đem Hoàng Phủ Hạo cũng kéo vào, lão hoàng đế càng không tha Phó Tu Nghi. Ngươi cờ này hay, không sợ dẫn hòa thượng thân. Thẩm Diệu nhìn Tạ Cảnh Hành. 2 năm trước thiếu niên phong lưu mỹ mạo, nay lại có chút ngả ngớn. 2 năm sau, chân chính lộ diện, lại càng sâu không lường được. Bất cần đời ngữ khí, phảng phất trên đời sự tình đều phó chi không chút để ý. Tuấn mỹ túi ra giấu dã tâm, lại làm người sợ hãi. Bảo hổ lột da, Thẩm Diệu nghĩ 4 chữ này. Đúng, Tạ Cảnh Hành nói không sai. Trần Nhược Thu và Thẩm Vạn chỉ là mồi nhử. Thường Tại Thanh chỉ là ứng có trừng phạt. Hết thảy này đều ngụy trang, nàng vì cờ cuối cùng bố trí. Thẩm Diệu chưa quên chân chính địch nhân, đáng sợ nhất địch nhân, hận nhất địch nhân, Phó Tu Nghi. Thẩm Vạn đã cùng Định Vương Phó Tu Nghi có quan hệ, hiện tại Thẩm Nguyệt thành người Hoàng Phủ Hạo, Thẩm Nguyệt là Thẩm Vạn nữ nhi, làm người nghĩ đến Hoàng Phủ Hạo cùng Phó Tu Nghi có quan hệ. Văn Huệ Đế nghi ngờ, sẽ điều tra. Nếu Hoàng Phủ Hạo cùng Phó Tu Nghi không có gì, tự nhiên cha không ra, nhưng hai người vốn là đồng minh. Văn Huệ Đế nghiêm túc cha, có thể cha ra thú vị đồ vật. Mấu chốt này là cho Phó Tu Nghi đòn chí mạng. Đế vương chi lộ, có Văn Huệ Đế ngờ vực cùng ngăn trở, sẽ không thuận lợi. Nàng cho rằng bước này giấu kỹ, không ngờ bị áo tím thanh niên liếc nhìn thấu, thấy mấu chốt bước đi. Nàng muốn từ Tạ Cảnh Hành đứng lên, Tạ Cảnh Hành lại nắm tay nàng, một tay kia đỡ gáy, Thẩm Diệu cơ hồ cả người dựa vào Tạ Cảnh Hành. Hô hấp gần, khoảng cách ái muội, làm nàng nghe rõ tim đập, không biết là mình hay hắn. Nếu lúc này có người vào, Thẩm Diệu trong sạch không còn. Nhưng Tạ Cảnh Hành ngả ngớn, không thấy hành vi mình có gì sai. Thẩm Diệu cười, thong thả nói, dẫn lửa thiêu thân. Tạ Cảnh Hành vẫn nhìn nàng. Hòa đã tìm tới ta. Thẩm Diệu giọng lương bạc, nói, Duệ Vương nghĩ ta còn đường lui. Nàng trước nay không có đường lui, không có huyết cửu, không có Uyển Du và Phó Minh, không có nàng vì báo thù mà trọng sinh. Thẩm Tín công cao cái chủ, chung có một ngày Thẩm gia đại phòng gặp diệt vong. Vì bảo hộ Thẩm gia, Phó Tu Nghi sẽ thành địch nhân. Đương nhiên là có đường lui. Thanh niên đột nhiên nói. Thẩm Diệu ngón tay hơi động. Hắn mặt mày tuấn tú, đôi mắt đen nhánh xinh đẹp làm người chết đuối, rũ mi dài hơi ấm áp. Hắn nhàn nhạt nói, có bổn vương, hỏa sẽ không đốt tới ngươi. Nếu ngươi sợ, có thể trốn đến bổn vương nơi này. Hắn giọng tinh khiết như rượu, thấp thấp vang trong tai Thẩm Diệu. Bổn vương cho ngươi đường lui. Thẩm Diệu nhìn hắn, không để ý nói chuyện, bất cần đời làm việc, lại tổng hội cho người ảo giác, hắn hứa hẹn trọng, nói đến làm được. Nhưng vì sao nàng lại muốn khóc? Nếu tiền sinh trong cung, có người nói, đến ta nơi này, ta cho ngươi đường lui. Nàng sẽ không đi tới cuối đường, không đến cuối cùng thảm tử tang tộc vong. Người cùng người ở chung thật kỳ quái, mặc kệ Tạ Cảnh Hành giờ lời thật hay giả, Thẩm Diệu tâm đều bị lay động. Như có bướm bay ra. Tạ Cảnh Hành thu cười, nhìn Thẩm Diệu, nhíu mày, hỏi, bất quá, ngươi tim đập sao lớn vậy? Thẩm Diệu đẩy Tạ Cảnh Hành, ngồi dậy. Tạ Cảnh Hành khóe môi câu, hai tay lười biếng gối đầu, nói, ngươi bị bệnh à? Là ngươi bị bệnh. Thẩm Diệu hít một hơi, nói, Duệ Vương chúc mừng đủ rồi, giờ có thể đi, ta là trong sạch. Cô nương, bị người thấy sẽ gả không được. Tạ Cảnh Hành nhíu mày, ngươi không phải muốn làm hoàng hậu. Người thường sao cưới được ngươi? Thấy Thẩm Diệu sắp phát hỏa, Tạ Cảnh Hành ngồi dậy, bắt lấy hổ trắng ném vào ngực, nhìn Thẩm Diệu, buồn cười, nếu là hỷ sự, ta tới dệt hoa trên gấm. Thẩm Diệu ngẩn người, hỏi, ngươi muốn làm gì? Phó Tu Nghi, ta nhìn không thuận mắt. Tạ Cảnh Hành nhẹ nói, tuy không thể giải quyết, bỏ đá xuống giếng cũng không tồi. Như Thẩm Diệu đoán, khi Thẩm Nguyệt bị bắt, Phó Tu Nghi nghe tin cũng thất sắc. Thẩm Nguyệt sao vào Tần Vương phủ? Hắn hỏi người hầu. Nghe là Thẩm Nhị tiểu thư không muốn gả cho vương gia thiếu gia, cùng Thẩm phủ Tam tiểu thư thay đổi thân. Chỉ là lúc đó gièm pha, không tiện nói, sau Thẩm Nhị tiểu thư trốn, vô tình dính đến Tần thái tử, thành Tần thái tử thị thiếp. Đủ rồi, Phó Tu Nghi cắt lời, đè chán, giọng căm hận, Thẩm gia này nhóm người. Từ dính dáng Thẩm gia, không một việc vừa lòng, phải biết trước Thẩm Vạn nhờ hắn cho Thẩm Vạn nan đề, không ngờ Thẩm Vạn tài vào, lại tài đi, còn liên lụy hắn. Văn Huệ Đế trước đó nghi ngờ hắn, Phó Tu Nghi chuẩn bị hết thảy, đẩy mọi sự lên Thẩm Vạn, làm Văn Huệ Đế mất nghi ngờ. Ai biết ngay lúc này, Hoàng Phủ Hạo cũng bị kéo vào. Bề ngoài là Thẩm Nguyệt sự, thực tế liên quan Minh Tề và Tần Quốc quan hệ. Tần Quốc và Minh Tề hiện giờ phải đồng minh, ai cùng Hoàng Phủ Hạo gần, ai là cái đinh trong mắt Văn Huệ Đế. Văn Huệ Đế không muốn nhi tử cùng Hoàng Phủ Hạo gần, Văn Huệ Đế muốn mình là duy nhất quân chủ. Thời điểm mẫn cảm, Thẩm Nguyệt ở Tần thái tử phủ, Văn Huệ Đế nghĩ Thẩm Nguyệt có phải là Thẩm Vạn lung lạc Tần thái tử, Thẩm Vạn là Phó Tu Nghi làm việc. Phó Tu Nghi và Hoàng Phủ Hạo thật sự đã bị cột vào nhau. Phó Tu Nghi càng nghĩ càng đau đầu, tuy luôn chủ tính, hôm nay đột nhiên không biết làm sao. Hắn không biết Thẩm Nguyệt và Thẩm Đông Lăng hoán thân, không biết Hoàng Phủ Hạo nạp Thẩm Nguyệt làm thị thiếp. Việc này quá vừa khéo. Phó Tu Nghi lạnh lùng hiện âm ngoan, có người sau lưng tính kế, rõ ràng nhắm ta, Thẩm Vạn là giả, đẩy ta xuống nước mới thật. Ta muốn xem, ai sau lưng phá rối. Một phụ tá hỏi, điện hạ tính sao? Phụ hoàng nghi ngờ, làm sáng tỏ ngược lại khéo thành vụng. Phó Tu Nghi nói, chỉ có tĩnh xem biến. Trước hết phải biết ai sau lưng tính kế. Có lẽ là Chu Vương, hoặc Hiên Vương. Không thể, Phó Tu Nghi phủ nhận, không phải thủ pháp bọn họ, huống hồ liên lụy Hoàng Phủ Hạo, bọn họ ra tay, sẽ lưu dấu vết, bị phụ hoàng phát hiện, mất nhiều hơn được. Các phụ tá không nói nữa. Bùi Lang rũ tay, Phó Tu Nghi không hỏi hắn, hắn không mở miệng. Lại cảm thấy Phó Tu Nghi nhìn hắn. Nhìn Bùi Lang bình tĩnh, Phó Tu Nghi đột nhiên hiện lên khuôn mặt khác. Thiếu nữ khuôn mặt thanh tú, đôi mắt thanh triệt, như tiểu thú chọc người chiều mến. Nhưng nàng luôn liễm mặt mày, làm Phó Tu Nghi nghĩ đến Khôn Ninh Cung. So với hậu cung đứng đầu, nàng càng quý khí và đoan trang. Phượng Hoàng, hay hung thú? Phó Tu Nghi cười lạnh, bất quá là nữ nhân, dù có thiên đại bản lĩnh, những việc này xuất từ tay nàng không có khả năng. Tuy nhiên, Phó Tu Nghi không quên, Thẩm Diệu cùng Duệ Vương quan hệ phỉ thiển. Duệ Vương đối toàn bộ Minh Tề Hoàng thất thái độ không nóng không lạnh, ngẫu nhiên có chút cố ý nhằm vào mình. Vì Thẩm Diệu. Nếu vì Thẩm Diệu, Duệ Vương ra tay, Phó Tu Nghi nắm đúng uy hiếp. Nếu nắm đúng uy hiếp, sẽ không lưu tình, đây là Phó Tu Nghi phong cách hành sự. Không cần nghĩ ngợi đáp lễ, mới không phụ đối phương đại lễ. Phó Tu Nghi siết quyền, bình tĩnh, nói, tìm vài người canh giữ Duệ Vương phủ, ngày đêm nhìn chằm chằm. Hắn lại nhìn các phụ tá, nói, trong phủ cũng nhiều gấp đôi thủ vệ, rồi bọ không vào, muỗi không bay ra. Bùi Lang nhảy dựng, cảm thấy Phó Tu Nghi có điều chỉ. Lại rũ tay áo, mặt đạm nhiên. Nhưng phụ tá khe khẽ nói, ngửi được manh mối. Phó Tu Nghi tức giận tan, cười, mới nửa chừng, thủ vệ từ ngoài vào, nói, điện hạ, thái tử điện hạ có lời nhắn. Phó Tu Nghi ngẩn ra, nói, gọi vào. Đang đứng dậy, bỗng ý thức điều gì, sắc mặt đại biến, nói, không xong. Văn Huệ Đế biết chuyện Thẩm Nguyệt, nghi ngờ Phó Tu Nghi và Hoàng Phủ Hạo liên quan, không lưu dư lực điều tra. Hoàng Phủ Hạo không rõ chuyện, lý do bắt Thẩm Vạn cũng không rõ, nghĩ tới dò hỏi, lại không ngờ trúng đạn. Lúc này bị Văn Huệ Đế bắt, nhảy vào Hoàng Hà cũng không sạch. Hắn tội danh, không sai biệt lắm bị chứng thực. Phó Tu Nghi ngã ngồi. Minh Tề Thiên Lao, giờ cũng nhốt nhiều người. Thẩm Nguyệt và Trần Nhược Thu không ngờ, lại gặp Thẩm Vạn và gia đình trong hoàn cảnh này. Thẩm Vạn cũng không dự đoán, Thẩm Nguyệt thành Hoàng Phủ Hạo thị thiếp. Thẩm Vạn rốt cuộc lăn lộn trong triều, người khác thấy không rõ, hắn hiểu, tuy tự biết từ tội khó thoát, nhưng Thẩm Nguyệt kéo Hoàng Phủ Hạo vào, khiến hắn tuyệt vọng. Văn Huệ Đế sẽ không đối phó Hoàng Phủ Hạo, vì Hoàng Phủ Hạo là Tần Quốc thái tử, Phó Tu Nghi có thể tự bảo vệ. Phó Tu Nghi thủ hạ kỳ nhân dị sĩ đông đảo, Văn Huệ Đế gần đây xử lý một hoàng tử, trừ phi không sợ thiên hạ đại loạn. Nói vậy, có thể hy sinh là Thẩm gia. Thẩm Nguyệt lòng sợ và phẫn nộ, vào lao cùng Thẩm gia nữ quyến, hoảng loạn lôi kéo Trần Nhược Thu hỏi, nương, vì sao chúng ta cũng bị bắt, chúng ta cùng Thẩm gia không còn quan hệ. Rốt cuộc là chuyện gì? Thường Tại Thanh thấy, trong lòng sảng khoái. Nàng hối hận chọn Thẩm phủ, không những không có phú quý còn nghĩ tánh mạng tiền đồ bồi đi vào. Nói thế, kia rời nhà Thẩm Nguyệt cùng bị hưu Trần Nhược Thu lại là số phận. Nguyên bản Thường Tại Thanh không muốn trộn lẫn vào, càng nghĩ càng không cam lòng, không ngờ Thẩm Nguyệt và Trần Nhược Thu lại bị đưa tới, Thường Tại Thanh cao hứng. Người xui xẻo, muốn kéo người khác cùng xuống địa ngục. Thường Tại Thanh nói, nhị tiểu thư sao không phải Thẩm phủ người? Ngài là lão gia nữ nhi. Thẩm Nguyệt cười lạnh, không đến phiên kỹ nữ như ngươi sen mồm. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.